Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018, đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tháng 12 năm 2018 do ông Trần Quang Nhật phụ trách với chủ đề 54 năm chưa trò nghiệp lính, nói về sự đóng góp của các cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam khóa 21 trong chiến tranh ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong phong trào phục quốc và trong ngục tù cộng sản. Tôi là Trần Cô Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị theo dõi phần thời sự với tiết mục thứ nhất, Tin vào Thiên Chúa. Trong bữa cơm tại dòng chuối khu thế Sài Gòn vừa qua, để khoản đại những tấm lòng vàng đến với chương trình Cảm ơn anh, người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, chữ của Linh Mục Trương Hoàng Vũ. Linh Mục Vũ cho biết như sau, Chúa đã giao chúng tôi nhiệm vụ đầy tình thương như thế này. Do đó, mọi chuyện chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thiên ý của Chúa. Đến năm nay, con số anh em thương binh ghi tên tham dự đã vượt quá con số 6.000 người. Có lẽ đây là một con số kỷ lục. Và cho đến ngày chính thức, như là một ngày vui của những người đã hy sinh một phần thân thể cho hai chữ tự do của miền Nam. Chúng tôi kêu gọi tất cả người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới cùng nhau nhớ lại câu ca dao sau bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn xin hãy tạo một ngày cảm ơn anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của quý linh mục dòng chúa cứu thế như là một ngày để nhớ để thành công để đồng đội của chúng ta cùng gia đình của họ có những nụ cười đón mừng năm mới mọi chi phiếu xin gửi về linh mục trương hoàng vũ dòng chúa cứu thế 38 kỳ đồng phường 9 quận 3 thành phố sài gòn điện thoại 0932 008 601 Xin chân thành tri ân sự tiếp tay của quý vị. Tiết mục thứ hai mở lại hồ sơ võ bị. Trong sinh hoạt tại DC vừa qua có một chuyện tưởng như không thể nào hàn gắn được. Đó là chuyện cơm không lành, canh không ngọt giữa cộng đồng và liên hội cựu chiến sĩ. Một do thiếu tá Đinh Hùng Cường, quận trưởng quân thủ thừa và một do hải quân thiếu tá Nguyễn Văn Tần. Khi tình hình đến màn gây cấn, tướng biệt động quân Phạm Duy Tất đã dùng uy tín của mình trong chiến tranh trong việc tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa và trong sinh hoạt với các hội đoàn, đặc biệt là hội biệt động quân là một trong những hội đoàn đang dẫn đầu về các sinh hoạt gây quỹ tu bổ nghĩa trang và kết quả sự dàn nứt của cộng đồng và liên hội đã chấm dứt. Thay mặt ban biên tập người vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin tri ân sự tiếp tay quý báu của đại bàng ngũ nâu Phạm Duy Tất. Hôm nay, trong người lại nghĩ đến ta, các sĩ quan Đà Lạt có hai vị chỉ huy trưởng là niên trưởng Lâm Quang Thi và Đỗ Ngọc Nhận. Hai vị cùng xuất thân khóa 3 kêu gọi những người đàn em của mình triệu tập đại hội bất thường để giải quyết. Thế nhưng lời kêu gọi của nhi vị điên trưởng đáng kính của chúng của trường mẹ đã không được lắng nghe. Đặc biệt, niên trưởng Nguyễn Văn Thiệt, tổng hội trưởng chỉ có năm khóa. Ông đã có hứa với niên trưởng Đỗ Ngọc Nhận và đại diện khóa là sau khi được tín nhiệm trong nhiệm vụ tổng hội trưởng, ông sẽ hàn gắn sự dạn nứt của võ bị. Nhân dịp cuối năm, xin nhắc niên trưởng Nguyễn Văn Thiệt là trước năm 75 chúng ta có câu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy rất mong liên trưởng bằng tất cả thiện trí của mình xin hãy thực hiện lời hứa để chúng tôi những người sĩ quan đà lạt có một nụ cười trong những ngày lễ lớn xin thành thật tri ân liên trưởng thưa quý vị năm 1966 trung tá nguyễn bá thịnh liên đoàn trưởng liên đoàn sinh viên sĩ quan có tập hợp anh em khoa mốt tại sân cỏ liên đoàn đang sinh hoạt ba chiếc máy bay b 52 bay qua vùng và trung tá thịnh chỉ lên máy bay và nói mai mốt Khoa Mốt ra trường phải đương đầu với một trận chiến vô cùng khắc liệt về kỹ thuật. Các chú sẽ là một khóa không phải tầm thường. Và thưa quý vị, sau đó bốn chữ không phải tầm thường luôn đứng cạnh tên chiến thắng nông thôn do Trung tướng Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia Nguyễn Văn Thiệu đặt cho khóa 21 vào ngày 26 tháng 11 năm 1966. Đánh dấu từ ngày nhập trường đến nay, xin mời quý vị theo dõi chủ đề 54 năm chưa tròn nghiệp lính. Thưa quý vị, Ngày 14 tháng 12 năm 1964, chúng tôi có 249 sinh viên dân chính và sau khi sàng lọc chỉ còn lại 235 người được mang loan thiếu ý bước ra khỏi cổng cổng Nam Quan để tung hoành trên bốn vùng chiến thuật. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã có 59 người được tổ quốc khi ơn. 6 người qua đời vì lý do đặc biệt như bị cộng sản đánh chết trong tù và 30 anh em đã tạ thế sau năm 1975. Cho đến nay Khoa một chúng tôi cũng giống như tất cả các chiến hữu khác trong đạo quân bảo quốc an dân chưa cho phép được nghĩ đến hai chữ giải ngũ vì những gì đang xảy ra ở trong nước. Và thưa quý vị, những người đã làm dạng danh cho khóa là Thứ nhất, Trung tá Lê Văn Ngôn cho phép tôi được sơ lược về mũ nâu Lê Văn Ngôn và tiền đồn Tống Lê Trân như sau. Từ ngày 10 tháng 5 năm 1972, tiền đồn Tống Lê Trân bị quân xâm lược Bắc Việt vây hãm và tấn công liên tục trong 510 ngày với 20 lần tấn công quy mô, 7 lần đánh đặc công và hứng chịu hàng chục ngàn trái pháo đủ loại mỗi ngày. Với thêm vào đó, với những chiếc loa khối đại hướng về căn cứ kêu gọi binh sĩ trong căn cứ ra hàng hoặc đào ngũ, xin mở ngoặc. Binh sĩ trong căn cứ gồm nhiều sắc dân, kinh có, thượng có, việt có, miên có. Có thế mà trong suốt thời gian bị vây hãm không có một người lính nào bỏ ngũ hoặc theo giặc cả. Đây là một điểm son của chúng ta Lê Văn Ngôn trong vấn đề lãnh đạo chỉ huy. Từ một thiếu tá nhậm chức khi đơn vị được cải danh từ lực lượng đặc biệt thành tiểu đoàn 92 biệt động quân đến đầu năm 1974, ông đã được anh bạn phi công trực thăng cùng khóa Trần Gia Bảo ném cái lon trung tá xuống cho anh tại căn cứ Tống Lê Trần. Chính Trần Gia Bảo đã nhiều lần vượt qua bức tường lửa của phòng không địch, đáp xuống đáp một càng xuống căn cứ để tải thương và Lê Đình Lây lái 130 túc trực để hàng đêm thắp sáng căn cứ và tiếp tế cho Lê Văn Ngôn. Sau khi ở trong tù, khi biết thành tích của Lê Văn Ngôn trong chiến tranh, bọn cai ngục đã không cho anh ra bệnh xá và họ đã trả được cái thù Tống Lê Trân là Lê Văn Ngôn chết trong nhà tù Cộng sản. Thứ nhì, Đại úy Trịnh Lan Phương. Khi nghe tin Tổng thống 3 ngày Dương Văn Minh kêu gọi buông súng đầu hàng và bàn giao đơn vị cho Việt Cộng, Đại úy Trịnh Lan Phương bước ra khỏi Đinh Độc Lập về nhà lặng lặng lên lầu và rút súng bắn vào đầu tự sát anh chết để lại hai cháu một mới 5 tuổi và một cháu với một tháng tuổi thứ ba đại úy hoàng trọng khuê là một hạ sĩ quan của quân lực việt nam cộng hòa với sự cố gắng tột cùng khuê đã đậu bằng tú tài hai anh đã tình nguyện để gia nhập vào khóa a một sau khi đà nẵng thất thủ khuê đã không nghe theo lệnh của bọn cộng sản ra trình diện mà anh gia nhập phong trào phục quốc để chống lại chúng trong tỉnh quảng nam năm 1978 anh bị bắt sau hai năm bị tra tấn dã man biết không thể khai thác được gì thêm nữa Cộng sản đã xử bán anh vào ngày 14 tháng 6 năm 1980 tại Gò Cả, Quảng Nam. Thứ tư, Đại úy Mai Văn Tấn. Theo một người bạn tù kể với chúng tôi về Đại úy Thủy quốc lục chiến Mai Văn Tấn như sau. Ông là một trong những vị Đại úy đã cùng quý vị tướng lãnh bước ra khỏi nhà tù Cộng sản sau gần 13 năm trong lao tù của địch. Và khi nói chuyện về Đại úy được biết như sau. Thứ nhất. Vì chiến tranh biên giới, tất cả các tù miền Nam được giao cho công an quản lý. Tháng 7 năm 1979, một tên quản áo công an đã đánh những anh em không đạt chỉ tiêu do chúng ấn định. Thấy vậy, đang đứng trong hàng. Người tù Mai Văn Tấn la lớn, không được đánh tù chính trị, không được đánh tù chính trị. Tên quản giáo công an nghe vậy, thằng nào nói bước ra tao bắn bỏ. Đại úy Mai Văn Tấn, đại úy Mai Văn Tấn từ từ bước ra khỏi hàng và phanh người cá: tao nè, mày có ngon, bắn tao đi. Tên quản giáo này lên lên đạn súng nghĩ sao nó cất súng và bước đi thứ hai nhân ngày chủ nhật trung tá huề khóa một nam định đi sang khu vực bên cạnh để thăm bạn anh bị tên trực trại bắt gặp và bị đánh thấy vậy anh em la lớn không được đánh tù không được đánh tù sau đó anh em truyền miệng nhau ngày mai thứ hai sẽ không đi lao động bắt trại phải giải quyết trường hợp đánh tù sáng thứ hai mọi người ngồi tại chỗ tên trại trưởng vào nói anh em cứ đi lao động trại sẽ giải quyết chuyện đánh tù một đội trưởng nghe vậy đứng lên báo cáo thấy vậy đại Quý tấn đứng dậy hét lớn ngồi xuống tất cả phải ngồi xuống anh em tù miền nam bọn công an đã phải cho tất cả các đội về phòng kết quả mai văn tấn bị chuyển qua trại b rồi qua trại mễ kiên giam cùng 25 người khác sau gần 3 năm kiên giam với 6 người chết bọn cái tù mới mở cổng cho anh em lúc đó thì anh mai văn tấn cùng tất cả những em khác phải bò lết về phòng riêng mai văn tấn đã bị hư một con mắt Hành động của Má Văn Tấn là một niềm tự hào cho khóa, một hãnh diện cho trường võ bị quốc gia Việt Nam và một hào quang cho binh chủng, thủy quân lục chiến, cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, nhân ngày lễ Christmas và Tết Dương Lịch, thay mặt ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi kinh xin kính chúc quý đại bàng, quý nhân trưởng, quý chiến hữu một Merry Christmas and Happy New Year. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Xin đa tạ.